Mới đây, một netizen xứ Trung chia sẻ câu chuyện bắt gặp một cô gái rất giống Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay Pù Tòng, Thượng Hải. Không phải phim trường hay khu nhà riêng, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên họ Triệu bị CNET chụp được ảnh khi xuất hiện tại nơi đông người, không có ống kính máy quay. Mọi sự chú ý đổ dồn về hình ảnh phóng khoáng, hở bạo của vợ cũ Phùng Thiệu Phong. Quay trở lại cuộc sống độc thân, Triệu Lệ Dĩnh dường như táo bạo hơn hẳn khi diện chiếc áo bó sát người, để lộ tấm lưng trắng nuột nà cùng vòng eo nhỏ. Trang Sohu đặt dấu hỏi phải chăng Triệu Lệ Dĩnh đã chịu đả kích rất lớn. Chính vì vậy sau khi ly hôn cô đã quyết định bung xõa phong cách, không còn muốn giữ lại hình ảnh an toàn trước kia. Nhìn vào quần áo và cách ăn mặc mới mẻ này, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh có màn lột xác ấn tượng. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, netizen đang chuyển tay nhau thông tin mẹ Phùng Thiệu Phong ép con trai đi xem mắt, tìm đối tượng mới để sớm yên bề gia thất. Đặc biệt, tiêu chuẩn chọn dâu mới chính là xem trọng gia đình, không đặt nặng sự nghiệp. Phía nam diễn viên chưa lên tiếng về thông tin này, tuy nhiên, các fan đều cho rằng, nếu như cả hai đã quyết định ly hôn thì việc đi tìm tình yêu mới là điều vô cùng bình thường. Cách đây ít ngày, thương hiệu thời trang Dior đã công bố Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện dòng dưỡng da cao cấp của hãng. Triệu Lệ Dĩnh đã vui vẻ chia sẻ lại bài viết của Dior và bày tỏ cô vô cùng vinh hạnh được đảm nhiệm trọng trách này. Đặc biệt, bộ ảnh chụp cho thương hiệu của cô nàng khiến các fan suýt xoa vì vi rùa trong trẻo, lên hương vùn vụt hậu ly hôn. Bên cạnh đó, tiêu Dior nàng Sam Sam còn chia sẻ thêm bộ ảnh mừng kỷ niệm 15 năm gia nhập làng giải trí xứ Trung. Đúng chuẩn người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, Triệu Lệ Dĩnh khiến các fan suýt xoa với hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn và cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt, trong clip hậu trường chụp hình, không khó để nhận ra vợ cũ Phùng Thiệu Phong vui vẻ, thoải mái nhường nào. Việc Dĩnh, Phong đường ai nấy đi chẳng những gây ảnh hưởng đến danh tiếng, hình tượng của cả hai mà còn kéo không ít người chẳng liên quan vào cuộc. Một nhân vật nằm không cũng dính đạn không thể không nhắc đến chính là Trần Nghiên Hy. Một bộ phận dân mạng đã yêu cầu Trần Nghiên Hy ly hôn để Trần Hiểu được đường đường chính chính bảo vệ, chăm sóc nữ thần họ Triệu. Nguyên nhân là do trong quá khứ, tài tử họ Trần từng được cho là đã bí mật hẹn hò với nàng Sam Sam. Rất nhiều blogger từng đưa tin cho rằng Trần Nghiên Hy ghen tuông lồng lộn với Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ cần thấy nhà bên có biến, chắc chắn sẽ bỏ tiền mua bài viết để PR hạnh phúc gia đình của mình lên. Trong một sự kiện diễn ra mới đây, Trần Nghiên Hy bất ngờ bị phóng viên hỏi xoáy về thông tin mỹ nhân họ Triệu và chồng đã ly hôn sau 3 năm chung sống. Phóng viên này thậm chí còn dẫn thông tin có rất nhiều fan tràn vào Weibo của Trần Hiểu mong anh theo đuổi lại Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi này, Trần Nghiên Hy đáp, hôn nhân là chuyện riêng của hai người, chỉ cần hai chúng tôi vẫn hạnh phúc, không cần phải quan tâm tới những chuyện khác. Câu trả lời này nhận được rất nhiều lời khen của netizen xứ Trung và trở thành từ khóa đứng vị trí số 1 trong top tìm kiếm Weibo. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận ngưỡng mộ sự thông minh của Trần Nghiên Hy, đồng thời mong truyền thông bớt soi mói đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại, điều khiến khán giả quan tâm hàng đầu vẫn là nguyên nhân ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đã có rất nhiều tin đồn được tung ra, từ chuyện tài tử họ Phùng ngoại tình đến chuyện nàng Sam Sam bị mẹ chồng ghét bỏ, coi thường vì xuất thân nông thôn. Tuy nhiên, theo trang Sohu, nguyên nhân cặp đôi tan vỡ liên quan tới chuyện tiền bạc và quan điểm sống khác xa nhau một trời một vực. Thu nhập giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chênh lệch quá lớn. Giá trị thương mại của nữ diễn viên sở kiều chuyện hoàn toàn lấn lướt và cao hơn hẳn chồng, đó chính là một rào cản. Hơn nữa, xuất thân của cả hai quá khác nhau. Ngay từ đầu, nhiều người đã cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không môn đăng hộ đối. Chính vì điều này, người đẹp họ Triệu rất coi trọng sự nghiệp, dồn toàn tâm toàn ý cho nó. Trái ngược với thái độ làm việc của bà xã, Phùng Thiệu Phong lại coi diễn xuất chỉ là cuộc dạo chơi. Vốn là một thiếu gia nước tiếng Thượng Hải, Phùng Thiệu Phong chỉ đóng phim cho vui. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề phải lo nghĩ. Chênh lệch nghiêm trọng về giá trị sống và quan điểm nghề nghiệp khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Triệu Lệ Dĩnh lại là con người sống rất lý trí. Cô sẵn sàng và dứt khoát trong việc nói lời chia tay. Có thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong từng cố gắng níu kéo nhưng thất bại trong việc khiến Triệu Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên, đây đều là những tin đồn chưa rõ đúng sai. Cả hai nghệ sĩ tuyên bố họ sẽ không trả lời bất cứ thông tin thiếu minh bạch nào trên mạng xã hội.